chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày. Trấn Thành tặng kính 20 triệu và 5 triệu tiền mặt cho chàng trai khiếm thị 17 tuổi. Trấn Thành đã kêu trợ lý đưa túi cho mình để lấy kính 20 triệu cùng 5 triệu tiền mặt trao luôn cho thí sinh 17 tuổi bị khiếm thị. Vừa qua, tập đầu tiên của chương trình Hát Mãi Ước Mơ mùa thứ 3 đã lên sóng với nhiều tiết mục xúc động và hấp dẫn. Chàng trai khiếm thị 17 tuổi đi kiếm tiền giúp đỡ bạn khiến Trấn Thành, Mai Văn Hương bật khóc. Trong đó ấn tượng nhất là màn trình diễn của Nguyễn Dũ Nhất Sinh, một thiếu niên khiếm thị mới 17 tuổi. Nhất Sinh chia sẻ rằng cậu tham gia chương trình để kiếm tiền, giúp đỡ anh Mai Văn Điệp, một người bạn khiếm thị của cậu. Cậu nói rằng, em tham gia chương trình Hát Mãi Ước Mơ là muốn giúp đỡ anh Điệp. Anh Điệp cũng là người mù giống em. Em tự nghe trên mạng người ta hát rồi hát theo. Em đam mê ca hát lắm, cũng ước mong được đứng trên sân khấu để hát. Trước đây mỗi lần của đám cưới, đám tiệc, ba em đều dẫn em đi hát. Người ta trả cát-xê cho em những ít lắm, có 100, 200 ngàn. Nhưng em vẫn vui vì được hát trên sân khấu. Được biết hoàn cảnh của anh Mai Văn Điệp rất khó khăn, anh sinh ra trong gia đình nghèo khó ở làng Cá. Bà mất sớm, anh trở thành trụ cột gia đình, phải bươn chải làm thuê để có miếng ăn. Tuy nhiên năm 22 tuổi anh gặp tai nạn, không có tiền chữa trị nên bị mất khả năng nhìn. Tại chương trình anh Mai Văn Điệp bật khóc. Lúc biết bị mù tôi buồn lắm, không biết làm gì nuôi vợ con nên cứ nằm khóc hoài. Tôi ước mơ có một số vốn lo cho con học hành, trả hết nợ nần. Bệnh của tôi không có cơ hội khỏi, mắt tôi không thể nhìn lại. Tôi buồn lắm, suy nghĩ mà cứ khóc, tôi chỉ có thể đi lại, hoạt động cơ bản thôi, để chống cây gậy còn té lên té xuống. Ở nhà tôi phụ vợ rửa chén, mua đồ, ở chợ về cho vợ nấu, nhà tôi còn nợ hàng xóm 3-4 triệu. Trên sân khấu, Nguyễn Dũ Nhất Sinh chỉ diễn 3 ca khúc về mẹ, huyền thoại mẹ, ca dao mẹ, gánh mẹ, trong đó ca khúc ca dao mẹ được song ca với một thí sinh đứng tuổi khác. Tiết mục của Nhất Sinh vô cùng xúc động khiến Trấn Thành, Văn Mai Hương bật khóc. Văn Mai Hương chia sẻ rằng, chị có tình cảm đặc biệt với các bạn khiếm thị, chị không biết phải diễn tả thế nào, nhưng chị xúc động khi nghe em hát. Đó là những giọt nước mắt thật lòng của chị. Em có giọng hát đặc biệt, rất hiếm để có một giọng hát được như em. Nó đơn giản và là thế giới trong em. Giọng bẩm sinh của em khiến chị liên tưởng tới anh Quang Linh cách đây 20 năm. Hai người song ca với nhau như câu chuyện kể của hai thế hệ hát cho người mẹ của mình. Sau đó cô đã xin chạy lên ôm Nhất Sinh, tặng cậu một khoản tiền trị giá 5 triệu. Võ Hạ Trâm cũng nhận xét. Đã có giọng mà còn có sự thông minh, trong chất giọng của em có sự khàn rất đời. Tuy em còn nhỏ nhưng em hát bài huyền thoại mẹ khác hoàn toàn những người từng hát ca khúc này, thực sự rất xúc động. Tôi rất ngạc nhiên khi em chưa được vào những xử lý ngắt chữ, ngắt câu, luyến láy rất hay. Ông trời bù lại cho em một giọng hát ấm áp, ngọt ngào, lấy đi nước mắt người khác. Trước mặt em, người đàn ông mạnh mẽ nhất là Trấn Thành đang bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Vì Văn Mai Hương tặng tiền cho Nhất Sinh nên Võ Hạ Trâm chuyển sang tặng 4 triệu cho anh Mai Văn Điệp để giúp anh trả nợ. Riêng Trấn Thành hào phóng hơn khi tặng cho cả anh Điệp và Nhất Sinh mỗi người 5 triệu, tổng là 10 triệu. Anh nói rằng, hai con người này đáng yêu quá, mỗi người được tôi tặng 5 triệu, phải ráng sống đến lúc nào cũng hạnh phúc như vậy. Tuy nhiên trong một clip quay lại cảnh hậu trường mới được tung lên mạng cách đây ít giờ, Trấn Thành tiếp tục móc ví, lấy 5 triệu tiền mặt tặng thêm cho Nhất Sinh. Anh còn nhắc trợ lý của mình đưa túi rồi lấy luôn chiếc kính hiệu Porsche trị giá 20 triệu đưa cho cậu. Trấn Thành nhắc nhở, mai mốt ai hỏi cứ nói kính anh Thành tặng, mua 20 triệu, cứ giữ mà dùng. Nhưng cầm mắt kính cẩn thận, đứa nào mượn không cho nó lấy kính 20 triệu đấy. Nếu đeo tuột anh tặng cho cái khác còn nhiều lắm. Sam thấy vậy liền đòi anh Trấn Thành tặng mình một cái nhưng bị từ chối vũ phàng. Anh nói rằng em muốn anh dắt em ra Hồ Xuân Hương mua kính 40 ngàn một cái. Nhiều khán giả cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ sự hào phóng của Trấn Thành ở ngay cả những lúc không lên sóng. Harry Won cảm động vì Trấn Thành chuyển tiền giúp ân nhân gia đình vợ. Trong bài đăng dài, Harry Won kể lại quá khứ nghèo đói, được một cặp vợ chồng giúp đỡ. Hiện tại hai vợ chồng này đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, Harry Won kể lại câu chuyện dài trên Facebook cá nhân. Hồi bé, gia đình cô rất nghèo, nhưng tự trọng. Bố mẹ Harry Won không bao giờ xin xỏ hay than vãn và dạy các con, ai cho cái gì thì nên từ chối. Một ngày trong nhà không còn gạo ăn, cả gia đình 5 người phải đem bàn ăn ra giữa nhà để cầu nguyện. Đến tối, có một cặp vợ chồng đến nhà cho gạo và gà luộc. Cả gia đình Harry Won đã ăn ngon lành vì nhịn đói cả ngày.
Thời gian sau, cặp vợ chồng này thường ghé nhà Harry Won giúp đỡ, lúc thì đưa gạo, lúc thì đưa tiền. Nữ ca sĩ nhớ tên của hai người, dù không gặp hơn 15 năm. Theo lời Harry Won, hồi xưa, người chồng làm trong ngành truyền thông, giữ chức vụ cao nên gia đình khá giả. Nhưng mới đây, nghe tin từ mẹ, gia đình cặp vợ chồng đó bị phá sản, phải bán nhà và thuê một căn phòng nhỏ để ở. Người chồng bị bệnh đường máu nên dẫn đến việc nhận thức kém, không đi làm được. Một mình người vợ phải làm việc kiếm tiền nuôi cả hai. Hai gia đình tưởng đã mất tin của nhau thì người chồng nghe tin bố Harry Won bị bệnh nên đi tàu điện ngầm gần 2 tiếng đến nhà hỏi thăm. Vừa gặp, ông này đã ngất xỉu. Sau khi gặp lại, bố mẹ Harry Won mới biết hoàn cảnh của cặp vợ chồng ân nhân năm xưa và kể cho con gái nghe cũng như xin số để liên lạc. Sau nhiều năm không gặp nhau, cặp vợ chồng thường hỏi han tin tức gia đình Harry Won. Biết tin mẹ Harry Won ung thư và gia đình phá sản, cả hai đau lòng chỉ biết cầu nguyện. Một ngày nọ, bất ngờ gặp thấy vợ chồng Harry Won trên TV thì họ quá mừng, chạy sang nhà mục sư để chia vui. Cả hai vui mừng khi sự giúp đỡ của mình có ích, gia đình Harry Won đã sống rất tốt. Nghe toàn bộ câu chuyện, Harry Won thấy đau, quá đau. Khi ân nhân ngày xưa lâm vào cảnh khó khăn, tuy vậy họ vẫn là những người sống tình cảm, nghĩ đến mọi người xung quanh. Harry Won đã chuyển khoản một số tiền mong giúp đỡ cặp vợ chồng ân nhân. Tiền đó không thể trả hết được nợ ơn ấy, cô nói thêm. Nghe câu chuyện của vợ, Trấn Thành bỏ tiền túi, gửi thêm cho cặp vợ chồng này một khoản tiền. Tôi được như bây giờ là nhờ có rất nhiều người giúp mình. Những năm đi học, tôi từng bị bạn bè kỳ thị vì là con lai, nhưng đã được các cô chú che chở, bao nhiêu người giúp đỡ, không kể hết được. Hôm nay tôi viết bài này vừa chia sẻ, vừa tự nhắc nhở mình, sống được như vậy nhờ ai để nhớ ơn người giúp mình. Cuối cùng Harry Won gửi lời cảm ơn Trấn Thành. Chồng không biết họ là ai, nhưng nghe câu chuyện của vợ, lập tức gửi thêm tiền, vợ cảm ơn chồng. Hôm nay chồng muốn ăn gì, em mời chồng. Bài viết xúc động dễ thương của Harry Won nhận được chia sẻ lớn từ cộng đồng và các nghệ sĩ đồng nghiệp như Lê Giang, MC Liêu Hà Trinh, diễn viên Tú Vi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.